Chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt tại những vùng có dịch để sát cánh cùng các bạn phòng chống và chiến thắng COVID-19 trong điều kiện cho phép và khi các bạn có yêu cầu. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên câu nói ấn tượng này của chuyên gia y tế Cuba khi trả lời phỏng vấn truyền hình quốc phòng Việt Nam cách đây ít ngày. Các chuyên gia y tế hàng đầu của Cuba đã hoàn thành cách ly y tế theo quy định và hiện làm việc tại Học viện Quân y. Họ đang rất trông đợi đến quá trình hợp tác sắp tới và sẵn sàng phối hợp với các đồng nghiệp Việt Nam ở mức cao nhất. Khu nhà ở chuyên gia của Học viện Quân y. Những điều kiện tốt nhất đã được bố trí để ba chuyên gia y tế của Cuba sinh hoạt và làm việc. Đây là lần đầu cả ba người đến Việt Nam. Trong ấn tượng của họ, đất nước Việt Nam anh em không chỉ có lịch sử hào hùng cùng hương vị cà phê rất ngon mà còn có tình cảm rất đỗi chân thành dành cho họ. Trong chuyến bay hơn 22 tiếng đến Việt Nam, chúng tôi không được tiếp xúc với mọi người. Nhưng khi hạ cánh xuống sân bay, chúng tôi thấy các bạn đã xếp thành một hàng dài chào đón chúng tôi. Tôi thấy rất là vui và cảm thấy xúc động. Chúng tôi rất mong đợi được làm việc với các bạn Việt Nam. Khi nhận nhiệm vụ đến Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự vì với các bạn là một tình cảm rất đặc biệt, một mối quan hệ chí tình, anh em sâu sắc. Khi thực hiện cách ly y tế bắt buộc, các chuyên gia Cuba vẫn thường xuyên trao đổi trực tuyến với quân y Việt Nam về tình hình dịch bệnh. Khi không trao đổi, họ lại làm việc theo nhóm để thảo luận các biện pháp phòng chống COVID-19. Nhiệm vụ của các chuyên gia Cuba là phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và vaccine cho Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng rất muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và sẵn sàng vào vùng dịch để sát cánh cùng với Việt Nam khi có yêu cầu. Tôi rất hy vọng sự hợp tác sắp tới của chúng ta sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ trong lĩnh vực virus và sinh học phân tử của tôi, mà tôi hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ tất cả những gì chúng ta có được để cùng nhau đóng góp vào tri thức chung của nhân loại và chiến thắng dịch bệnh này. Chiều ngày 9 tháng 8, sau khi kết thúc cách ly y tế theo quy định, đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với quân y Việt Nam. Tại đây, những bước đầu tiên trong quy trình chuyển giao công nghệ, phối hợp sản xuất thuốc và vaccine giữa Việt Nam và Cuba đã được trao đổi. Trước đó ít ngày, số thuốc và vật tư y tế do Cuba hỗ trợ Việt Nam cũng đã đến quân khu 5 và ngay lập tức được bàn giao cho hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng để kịp thời đưa vào phục vụ cho việc cứu chữa người bệnh. Ngày 13 tháng 8, nhân kỷ niệm lần thứ 94 ngày sinh của Chủ tịch Cuba Fidel Castro, hãng thông tấn Cuba Prensa Latina đã đưa phóng sự về công viên Fidel Castro tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam. Nội dung phóng sự khẳng định, Đông Hà là thành phố đầu tiên trên thế giới có quảng trường mang tên Fidel Castro. Đây là nơi lưu giữ ký ức của nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Quảng Trị nói riêng về lãnh tụ Fidel, người đã vượt qua vĩ tuyến 17 để đến thăm và động viên nhân dân Quảng Trị năm 1973, khi Việt Nam vẫn còn trong chiến tranh và mối đe dọa từ máy bay ném bom của Mỹ vẫn còn hiện hữu. Phóng sự cũng ghi nhận, người dân Đông Hà ngày nay vẫn tưởng nhớ đến lãnh tụ Fidel Castro, người đã đi từ bên này sang bên kia hành tinh để mang đến cho họ thông điệp động viên và đoàn kết. Công viên Fidel Castro tọa lạc tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Công viên được khánh thành vào năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị vào năm 1973. Vào tháng 6 năm nay, tại công viên này, 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau giương cao đại kỳ hai nước Việt Nam và Cuba. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, 60 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Cuba. Mùng 2 tháng 12 năm 1960, mùng 2 tháng 12 năm 2020.